Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị. Và hôm nay em Huyền Kim xin phép lên sóng cập nhật báo giá tổng hợp chi tiết những cái đầu xe đang có, đang bán tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị quan tâm, yêu thích chiếc xe nào thì xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc là 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời các anh, các chị, các bác ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Chất lượng xe bên em bán ra để có văn bản cam kết bảo hành cho anh chị là xe không tai nạn, không ngập nước, máy số nguyên zin và hồ sơ pháp lý chuẩn. Và hôm nay thì có rất là nhiều những cái mẫu xe tầm tiền từ 200 cho đến 1 tỷ. Và đang trên đường về thì em có thêm một chiếc xe Avis 2018 màu đen, cũ sàn này, Mazda 2 màu đỏ này, và chiếc Hyundai i20. Còn ngày hôm nay thì em có mặt tại showroom bên em là một đôi Hyundai Kona này. Em có màu đỏ 2021, màu trắng 2018, có Mazda CX-5, có Hyundai Tucson. Còn nếu như tầm tiền loanh quanh hơn 200 thì em có Hyundai Accent tầm hơn 200 triệu và Hyundai Accent số sàn tầm hơn 300. Thì em báo giá tổng hợp thì em sẽ đọc đầu xe, thông số kỹ thuật và giá cả. Còn nếu anh chị yêu thích chiếc xe nào thì anh chị cứ để lại bình luận ở phía dưới hoặc nhắn qua Zalo cho em hoặc gọi đến số hotline. Hoặc nếu anh chị có thời gian thì anh chị cứ đến showroom của bên em nhé, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Chiếc xe đầu tiên, một chiếc xe số sàn giá thành rất là hợp lý mà chạy cũng rất là ít. Chiếc xe này thì biển 36 Thanh Hóa anh chị ạ, xe mới đi có 4 vạn thôi. Sản xuất cuối 2019 và đăng ký 2020, số sàn bản đủ. Dòng xe phân khúc hạng B, 5 chỗ ngồi. Và chiếc xe này động cơ 1.4 Hyundai Accent, số sàn bản đủ 1.4, biển 36 Thanh Hóa, chạy 4.2, chính chủ một chủ từ đầu. Xe rất là đẹp. Và chiếc xe Hyundai Accent này thì em đang chào bán có giá tại cửa hàng bên em là 395 triệu. Sang một chiếc xe thứ hai, một chiếc xe hơn 200 triệu, cũng là dòng Hyundai Accent. Chiếc xe này thì 2011 anh chị ạ, dòng 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc, biển 89 Hưng Yên, chạy hơn 13 vạn rồi. Và chiếc xe Hyundai Accent số sàn 2011 này thì em đang chào bán là 245 triệu. Xe này thì mà lên màn hình Android rồi, tổng thể xe thì máy số còn nguyên zin anh chị nhé. Xe có màn hình Android, nội thất ghế da rồi. Chiếc xe này thì cũng có bắn tỉa sơn cánh, một tí cản trước và một tí đuôi. Còn về phần máy số thì em cam kết với anh chị là máy số nguyên zin và xe không bị tai nạn, không ngập nước. Và chiếc xe Hyundai Accent 2011 số sàn này thì em đang chào bán là 245 triệu. Thêm những cái dòng xe hơn 300 triệu thì em có Kia Rio. Chiếc xe này là 2015. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc đây ạ, 368 triệu. Xe này thì biển 64 Vĩnh Long, xe đã chạy hơn 7 vạn rồi anh chị ạ, chính chủ một chủ từ đầu. Đấy, nếu như anh chị yêu thích số tự động mà tầm tiền hơn 300 thì em có sang bên này, cũng là dòng xe phân khúc hạng B, thì một chiếc xe Kia Rio biển 15 Hải Phòng. Chiếc xe này thì 2017 anh chị này, xe đi 8 vạn và em đang chào bán là 390 triệu. Một chiếc xe phân khúc hạng B nữa là Toyota Vios đây ạ. Chiếc xe này là Toyota Vios 2020 bản 1.5G, sản xuất cuối 2020, form mới, chạy mới có 3 vạn, sơn zin còn gần như cả xe. Và chiếc xe Vios này thì em đang chào bán là 495 triệu. Đây, tất cả chiếc xe phân khúc hạng B, tầm tiền từ 200 cho đến dưới 500 triệu, 200, 300, hơn 300 và hơn 400. Số tự động, số sàn em kêu đó đủ hết. Thì nếu như anh chị yêu thích chiếc xe nào phân khúc hạng B tầm tiền từ hơn 200 đến hơn 400 thì anh chị cứ xem like của xem tổng hợp của em này và chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em nhé, 0978 607 555, thì em sẽ kết nối và gửi full video, full hình ảnh cho anh chị. Và di chuyển sang bên này, em di chuyển sang một chút dòng xe gầm cao. Những cái mẫu xe gầm cao em đang có đây ạ, Kona, Tucson, CX-5, Fortuner em có hết. Một đôi Hyundai Kona đây anh chị nhá. Chiếc xe màu đỏ đây ạ, màu đỏ 2.0, sản xuất 2021 và xe mới đi có hơn 2 vạn thôi. Em đang chào bán là 580 triệu, quá hợp lý đúng không ạ? 2021 em đang chào bán giá có 580 triệu bản 2.0, xe lắp ráp tại Việt Nam. Nếu như anh chị 2018, chiếc xe này là bản đặc biệt này,
em đang bán có giá là 535 triệu một đôi Hyundai Kona và một chiếc xe Mazda CX-5. Mazda CX-5 bản 2.0 2018 form mới. 2018 này có 2.0 và 2.5. 2.5 thì có một cầu và hai cầu, còn 2.0 thì nó có một bảng thôi. Và bản này thì nó có đầy đủ ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, rồi là cốp điện đầy đủ hết nhá, phanh điện tử, hỗ trợ đổ đèo, rồi công nghệ IT stop có hết. Và chiếc xe Mazda CX-5 này thì em đang chào bán để anh chị tham khảo, có giá là 640 triệu. Đấy, những dòng xe gầm cao đây, 640 triệu cho chiếc xe Mazda CX-5. Chi tiết cụ thể thì anh chị cứ nhắn tin inbox điện bảo gửi cho anh thông tin của chiếc CX-5 thì em sẽ kết nối và gửi video đầy đủ. Nếu Hyundai Tucson thì em đang còn 3 màu, màu trắng, màu đen và màu vàng cát. Chiếc màu trắng này là 2020, em đang chào bán là 705 triệu. Còn chiếc màu đen là 2018 thì em đang bán là 668 triệu. Đây ạ. Tất cả đều là 2.0 anh chị nhá, đều là máy xăng. Còn sang chiếc xe này là nhập khẩu này, 2016 xe nhập khẩu, em đang chào bán là 645 triệu. À, chiếc xe này biển 34 Hải Dương. Em còn 3 chiếc xe Hyundai Tucson thì anh chị cứ ngắm xem là mình thích chiếc xe nào. Và một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ đây. Chiếc xe này là Fortuner 2015, số tự động 7 chỗ ngồi bản 2.7. Em đang chào bán là 495 triệu. Đây ạ. Đấy, 7 chỗ ngồi số tự động. Quá đẹp luôn ạ, 7 chỗ gầm cao. Tất cả những cái dòng xe gầm cao bên em có và đang về nữa. Tucson CX-5, Hyundai Kona. Tiếp tục những cái dòng xe sedan đây ạ. Mazda 3 2018 525 triệu bản 1.5. Kia Cerato 2020 số tự động, động cơ 1.6, em đang chào bán chiếc xe này 545 triệu. Màu trắng sedan nhé, đều là phân khúc xe hạng C đây ạ. Em báo giá tổng hợp thôi. Còn là chi tiết thì anh chị cứ nhắn vào Hiền ơi gửi cho anh thông tin của chiếc xe Cerato hay là Mazda thì em sẽ gửi cho nó dễ hơn, đỡ anh chị nghe nó để đọc giá, đọc xe nhiều á. Phía trên này số sàn đây. Số sàn em còn Cerato 2019 468 triệu. Cerato 2019 468 triệu. Kia Cerato 2018 số tự động, xe chạy mà có 3 vạn thôi và em đang bán là 495. Mazda 3 đây, Mazda 3 2017 bản Philip, em đang bán là 505 triệu. Phía trên này thì có Mazda 3 cũng màu xanh đen. Đây. Mazda 3 màu xanh đen 2019, em đang chào bán là 550 triệu. Đây ạ. Sang ở phía bên này, Hyundai Elantra 2021 giá 500 số sàn. Hyundai Elantra số tự động 2019, chiếc xe này em đang bán là 545 triệu. Và em có Elantra 2016 này, Cerato màu trắng, Cerato màu đen, Cerato màu đỏ, đủ các màu sắc và tầm tiền từ 200 cho đến 6-700 thì các bác cứ xem kênh của em. Đấy là mình yêu thích chiếc xe nào thì anh chị chỉ cần nhắn cho em thôi, gửi cho anh thông tin về chiếc xe này. Và yên tâm một điều là khi mua xe tại showroom bên em thì tất cả xe bên em đều bảo hành cho anh chị 1 năm. Bảo hành 1 năm, lỗi hoàn tiền 100%, cam kết bằng văn bản. Xe không tê nạn, không ngập nước, máy số nguyên zin và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh. Không có tranh chấp, không có phạt nguội. Và anh chị thuê thợ mang ra hãng cứ test thoải mái, cứ trong vòng 1 năm kiểm tra lúc nào cũng được. Về luôn kiểm tra cũng được, mà trong 1 năm để phát hiện lỗi bên em vẫn chi trả đủ tiền. Đấy, thì anh chị sắp xếp thời gian ghé về showroom bên em nhé. Và nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút follow để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.